Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của nhà Pompei để và Viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì mình cũng đã mình đã xử lý xong cái bán đảo Hy Lạp rồi và bắt đầu tấn công đánh cái thằng Thacia này. Có thể mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Rồi chỗ này cũng căng này. Tình hình là bây giờ mình đã rất cần các cái tài nguyên khu vực này, và thằng này thì nó rất rộng nhỉ, chưa biết thế nào, nhưng mà mình sẽ xử lý nó. Phía bắc thì thằng này thì nó cũng khá thân với mình đấy. My friend, be welcome. Hay quá. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Đồng minh quân sự. Chơi nó chịu. I cannot settle on such terms. Your people are worthy. But my people deserve 3.000 nhiều quá. Tidy sum to be sure, but our hearts are full of. Ôi ngon. I will take word of our agreement and put it before my people. Mình sắp có tiền rồi. Mình đã sắp có tiền rồi. Ủa đấy. Cái vùng này thì sau này mình sẽ chia, mình cố gắng thử đàm phán với thằng này ra. Mua lại cái vùng đất đấy của nó xem nó chịu không. Nếu mình mua được cái vùng đất đấy thì mình sẽ chiếm nốt cái vùng kia để kiểm soát toàn bộ cái tỉnh này. Rồi chúng ta lại được vinh danh à. Rồi ôi, đúng kế hoạch của mình luôn này. Rồi, nhờ ngoại giao khôn ngoan mình đã mua lại được cái tỉnh này. Ok, tuyệt vời. Đôi khi chiến tranh, đôi khi chúng ta cần đất đâu có nhất thiết phải dùng chiến tranh đâu. Bây giờ chúng ta sẽ, đây, chúng ta đã nghiên cứu đến đây rồi thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu lốt vào đây để có thể nâng cấp được cái đội, cái nhà hỗ trợ cung thủ lên đời cuối. Mình tuyển đội cung thủ Cretan Archer đây. Nên nốt cái này nữa là đẹp trai. Tuyệt vời. Như vậy là mình đã mua được cái tỉnh này rồi. Cho quân ra đây đã. Quân này về đây. Về ngắn hạn nó chưa dám tấn công xuống đây đâu. Ở đây phát cho chắc, nhưng mà khả năng cao là nó cũng chưa dám đánh. Mình muốn kiểm soát. Mình chưa đánh ngay bởi vì mình đợi cho cái lượt này cho nó hồi quân thêm nữa. Ưu tiên phát triển công trình này để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên. Rồi, kinh tế của mình cũng ổn. Chết rồi, thằng Ai Cập này. Mình chỉ sợ nhất là nó mất chiếm lốt thằng này trước khi mình kịp xây dựng hải quân thôi. Mình cần chủ động được cái nguồn gỗ. Hoặc nếu trường hợp mà thằng Ai Cập nó chiếm hết vùng đấy, có khi mình phải cử lục quân xuống đây để tái chiếm lại vùng này. Coi như mình chiếm đóng luôn vùng này. Starbot mình lại có một sự ô danh nào đây. Mấy cái sự tào lao này mệt lắm đấy. Đây rồi. Trên này nữa, thêm được một chính trị gia cho vào cái này. Trung thành cũng ổn. Bây giờ Mình mua được cái vùng đất này rồi thì bây giờ con này nó còn một cái tỉnh duy nhất à? Cũng căng cả. Chiếm lại cái vùng kia thì dễ thôi. Bình tĩnh. We hunger for battle. Let them cower before Rome. Không có quân rồi. Không có quân rồi thanh niên ạ. Mình cần tích tiền đấy. Nếu như mình có thể đóng quân ở đây thì mình sẽ chặn đánh được thằng Mark Antony nó tiến sang đất của mình. Mặc dù ở đây nó có hải quân nhưng mà mình không sợ hải quân của nó. Mình cần có một sự ổn định. Bây giờ mình có thể để thêm là mình có thể phát triển thêm 2 quân đoàn nữa. Thì có lẽ là mình sẽ phát triển thêm. Cũng cần để bảo vệ lãnh thổ. Ai à, ám sát được thằng hero của mình nhỉ? Vướng nhỉ? Ám sát được thằng hero của mình. Commander, we take this settlement for Rome. Khi mà đích thân Pompei đánh trận thì ít thằng nào ăn được lắm. At your command. Quân đoàn sắp lên cấp 6 rồi. Cộng 20% phòng thủ trước gián điệp Emperor cấp 9. Mắc 2 cái này rồi, mắc lốt cái này nữa. Thacia. Ui, toàn cái lính tào lao không nhỉ? Chà, không biết gì mạnh nhỉ? Mình vừa quan sát được thêm một thằng nữa. Thằng này à? Thanh niên này. Thằng này thì đang chiến tranh với thằng này. Greetings, friend. Mình mà chơi với thằng này nó ghét mình chết toi đấy. Samantha. Tình hình rắc rối nhỉ? Bọn này chiến tranh đoạn xạ đây. Do not try my patience. Did I hear you correctly? You want to trade? Ôi chết rồi. Thằng Ai Cập mạnh thế, chiếm hết cả đất bên này rồi. Này cũng phản công rồi. Ôi chết rồi, còn một thành duy nhất này. Mình sắp mất gỗ rồi. Như vậy là lực lượng hải quân của mình khả năng cao sẽ lại phải hải quân của mình khả năng cao sẽ lại phải xây dựng cái thế trận phòng thủ này là không dễ. Thằng Nubia sắp bị thằng Ai Cập nó diệt mất rồi. Ai Cập thế lực lớn rồi. Châu Phi à? Chính trị gia lên cấp, tăng trung thành của anh. Trừ mất 15 xe tần ẩu của mình rồi. Đây, cho lấy vợ. Tăng tiếp trung thành lên này. 18. Phe này thì lại bây giờ hơi thấp à? Thấp thì cho đi làm ngoại giao tiếp. Nghiên cứu được đến đây rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang đây nghiên cứu đây để có hải quân đã. Mình sẽ nâng cấp được hải quân đề 4 đã. Nhưng mà bây giờ chết thật, thằng Ai Cập nó chiếm hết này còn mỗi cái tỉnh này, có kịp không? Không kịp thì bây giờ cũng chẳng làm nào được. 8 đợt nữa sẽ có cung thủ Cretan Archer. Besieging settlement. How can I serve? Earn those shields. At your command. Xong thằng này rồi. We hunger on the move. Victory for Rome. Victory for Rome. Xong. Thằng kia không xuất hiện à? Quân đoàn cấp 6 rồi. Cho vào cái này đi. Tăng giáp này. Quân đoàn mạnh nữa. Chúng ta sẽ ổn định cái vùng này đã. Kiểm soát được lên cái tỉnh này. Phía trên này thì... Ô, tỉnh phía trên này có vẻ... Cái tỉnh phía trên này có vẻ không ổn lắm nhỉ. Tái chiếm được cái vùng này thì tốt. Mình đang muốn kiểm soát cái vùng đấy. Commander, we hunger. Advance. Finding shelter. Commander. Đây, đánh chiếm nốt tỉnh này của thằng Rome đỏ đó. Ai ảo, thành cấp cao đấy. Thành cấp cao đấy. Thằng Mark Antony. Úi sời, mày ha bưởi. Kiểm soát được Hy Lạp này là một điều rất quan trọng. Thôi xong rồi, Nubia bị tiêu diệt rồi. Như vậy là chính xác là ready for battle. Mười tám, 14. Khó nhỉ, chưa biết nên tăng điểm ngoại giao thằng nào. Nhưng trước tiên là mình phải xử lý cái thành này đã. Cái nào trèo nước vào nào? Bắn nhầm chạy bốc nước. Là mình không có xe bắn đá hỗ trợ rồi. Quân thủ thành nó đông lắm. Laying siege to the settlement. Ready for orders. Ấn chuột tào lao quá. Wow, thằng này nó chưa chết à? My skills are yours. Quá nhỉ? Con Thacia nó còn tỉnh nào mà nó không chết? À, thành dân di cư rồi. Cao nhất bây giờ chết thật. Thằng Ai Cập nó chiếm hết đến đất đầy. Nguy hiểm quá nhỉ? Mình thấy nó ra gỗ rồi. Liệu có thể chơi với nó nhỉ? Your deceitful merchants can stay out of our land. Thằng này thì chắc chắn sẽ diệt vong. Chắc chắn sẽ diệt vong. Bởi vì bị cả thằng này lẫn thằng này nó đánh. Thế nên là bây giờ mình sẽ phải làm sao đàm phán được với hai thằng kia. Thì thằng này thì mình đang đàm phán được rồi. Lãnh thổ chỗ này trồng chéo quá nhỉ. Đây mới là vấn đề khó khăn. Thằng này sắp chiến tranh với thằng này à? Con mặt đỏ lừ này. Còn 130 mấy điểm này. Căng nhỉ. Mình có thằng đồng minh duy nhất thì nó lại sắp đánh nhau này. Goods and coin between our... Không, chơi với nó là sẽ gặp vấn đề với thằng kia đấy. Chơi với nó gặp vấn đề với thằng kia. Bây giờ lấy đâu ra gỗ nhỉ? Lấy đâu ra gỗ bây giờ mới là một vấn đề đấy. Lẽ phải kết thân với thằng Ai Cập này. Kết thân với thằng Ai Cập để có gỗ. To victory, Commander. March. Make haste, men. Make haste, men. For death and honor. Mày thì chết à? Có gỗ thì buộc phải tiến xuống châu Phi hoặc là phải tiến sang cái vùng này. Vùng này cũng có gỗ nhưng vùng này để mà mình phát chiếm được thì quá nguy hiểm. Cho quân tiếp viện của mình vào tới bên này. Vào tới bên này thì mình phải đánh từ bên này chứ. Ui dồi, nhiều xe bắn đá thế này thì có cái gì mà phải sợ. Battle group ready. battle group ready and awaiting orders. Mình không biết xây cái xe gì đấy. First cohort. Grouped and awaiting orders. Battle group awaiting orders. Ballista! By your command. Ballista! Field artillery awaiting orders! First cohort! Ballista! Ready for orders! Ballista! Aye. Take aim! Ready and waiting! Soldiers of Rome, hear my orders. Oh, yeah. Let your watchword be obedience. Enemy reinforcements approaching. Oh, còn tiếp viện từ tiếp viện từ ngoài biển nhiều lắm nhỉ. À, phá cái này đã. Nó có xe bắn đá trên tường thành này. Xong đã sập láo này láo luôn cái tháp canh này có thể cho bộ binh tiến lên được không? The enemy's tower has been destroyed. Command. Fire on the enemy. Ballista. Phá khúc cửa này là cho anh. Ô kìa, thủy quân lục chiến của nó ái già. Quân của bọn này bị điên này. At your service, your orders. Đục tường thành của nó để vào. The enemy's tower has been destroyed. Chết. The walls are breached. Đây, đục mấy cái lỗ đó. Advance at speed. Jupiter gives us strength. At speed. Chưa có cung thủ. Good call. The walls are breached. Tấn công hạm đội của nó cho anh. At your service. By your command. Orders. Understood. Cản đã. Tiến ra đây, chuẩn bị. The walls are breached. Nó thích đứng trên tường à? Cần nhỉ, tấn công vào đây cho anh, cho nó chìm luôn cái hạm đội này xuống biển bơi rồi. Rồi xuống biển bơi đây cu. Đánh đắm luôn. Rồi ôi. Lại xuống biển tập bơi hết à? Rồi. Rồi, đánh chim các hạm đội nó. The enemy general is dead. À, tướng nó chết rồi. Kìa 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 kìa. Nó đổ bộ rồi này. Chìm rất nhiều luôn. Rồi. Úi dồi ôi, tuyệt quá pháo của chúng ta. Úi dồi ôi. Rồi. Có một cái thuyền nó đổ bộ rồi này. Tụi mình lên hỏi thăm đi. Tiếp tục các hạm đội này. Xuống biển tiếp. Đẹp vời. Hay quá nhỉ. Pháo của mình trận này làm việc ra gì đấy. Mình cho quân một quân lên tiến lên đây đi. Binh của nó hết dần đâu. Tiến dần lên. Nhanh. Ôi nó đổ bộ rồi. Nhanh nhanh nhanh. Bắn mấy cái này nhanh cho anh. Không tới. Nó khôn thế nó đổ bộ chỗ này. Nhưng mà cũng hạ được khá khá rồi. To command. Proud Romans all. Quick march. Guard. Advance at speed. Ready and waiting. At the double. Melee cavalry ready. First cohort. Double time. Gives us strength. First cohort ready. Yep, advance. Giải quyết luôn, không cho chúng nó vào thành. À, thông minh đấy, đổ bộ được à? Thôi thôi thôi, đừng bắn vào đây, chết con mình. Sons of Mars. Legionary cavalry. First cohort! By your command! At speed! Move out! By your command! Your orders! At the double! Melee troops! Double time! Nếu mà mình bị tìm xét học tướng của mình đâu là một. Giải quyết bọn Ăn làm sao được. Phá đây đi, tam canh này quá xa, không cần thiết phải phá. Úi dồi ôi. Rồi cái lén phi lùm. The walls are breached. Rồi tiếp tục lã đây cho anh, lã nát chúng ta. LA troops awaiting orders. The battle is turning in our favor. Rồi. Nước phi lum. One of our units has used all its ammunition. Tiến vào đấy. Wow. Câu cộng này, ái chà. Luôn mình chết nó khá cũng thêm một phút nữa rồi. Sao ạ? Anh không sao được. Vậy cái binh này. Anh làm sao được? One of our units has used all its ammunition. Không được. One of our units has used all its ammunition. Phá ra đi cho nó rộng nào. Chạy hết rồi. Ai chả. Lê Dương cũng đông nhỉ? Ở đâu đến đông nhỉ? Đúng với anh à? Đúng Lê Dương à? Rồi. Cử quân tiếp viện đến rồi. Cử quân tiếp viện đến à. Đội này vẫn còn nhiều pháo không này. Tướng đâu à? À đây tướng lã luôn. Lã luôn một tướng nó này. Tội đứng ở đấy à? Chỗ này em làm sao được đội quân của anh? Quân đoàn của mình quân đoàn cấp 6 à? Không ăn được đâu. Ôi rồi. Ôi ơi, vừa có một thằng bị lộn sang sau này. Thường nếu các bạn mà để chế độ đồ họa mà cao và máy cấu hình thấp thì bạn để đông quân ở một chỗ như này rất hay bị giật. Là chơi nếu mà các bạn là thấy máy là nó không được mạnh lắm thì bạn nên để đồ họa quá cao khi mà quân nó ở đông thế này. Mình thấy các bạn Rome nó toàn vinh danh trong chiến tranh. Mà Mars là thần chiến tranh này. Mà quân tướng này của nó mạnh lắm đấy. Nó cập độ cho tướng này nó hao quân của mình. Chất lắm. Thế thực ra thì cái rank của quân mình nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó mạnh ở cái chỗ là tướng và quân đoàn cấp 6 và tướng cấp 9 nên là nó mút cho quân đội rất mạnh. Ui à. Thanh niên này máu me bé bét rồi. One of our units has used all its ammunition. Thanh niên này của mình chất hết nhỉ? Ai à? Ai à? Ok ok. Bọn lém lao à? Bọn lém lao à? Binh chạy ra đây vòng rồi lại móc lốp hết bọn làm sao cho anh ra. Mình rất thích xem những trận đánh ở giữa các đơn vị quân này nhé, nó đánh rất là đẹp mắt luôn. Nhưng có điều là nhiều lúc mình không có thời gian để xem, mà đúng đơn là không thể xem được bởi vì là chúng ta còn phải lo điều khiển quá nhiều quân. Hai là tới rồi. General is dead. Đúng, chết rồi. Đúng, chết rồi thì xong rồi. Ready for orders. Forward, commander. Engage. Your orders. Charge. Oh, a saddle. Mất tinh thần luôn. Hoảng sợ, mất tinh thần luôn. One of our units has used all its ammunition. Ai chả, ai chả. Xong rồi. Yeah. Ủa, chết có 162 người. Nó tận 4.300 quân. Mình có 3.100 thôi. Quân của chúng ta chất thật đấy. Cái này cần quá để đội cận vệ nhỉ. Nói thế chứ hay là mình chỉ dành trong viên quân đoàn của các cái từ cấp cao, các đội cận vệ nhỉ. Còn lại dùng các cái đơn vị khác nhau cho nó nhìn nó đẹp mắt. Xong. À, thanh niên nguy hiểm đã xong. Úi dồi ôi. Commander, we hunger for wipe them out. Waiting for a new course. Dứt điểm ra con này cho nó gọn. Để chạy lung tung ngoài biển lại chết mình. It is an honor to leaving the ship at once. Từ đó. Vẫn chưa đúng. Lên 2. Đơn vị quân này 19 19 18 17 16 cho thằng này nó gác đây ạ. Thành này có 2 công trình phòng thủ như thế này thì rất khó cho quân địch có thể tấn công được mình. Rồi, công trình này không phải xây gì thêm, cứ để như này. Có các bạn nhà xe bắn đá nữa cả. Cũng được ấy. Vấn đề là hết gỗ. Chơi với thằng Ai Cập này không? Mình nghĩ là không chơi được mà mình buộc phải chiến tranh nó thôi. Ừ, biết đâu chơi được nhỉ? Trước tiên là mình sẽ tái chiếm lại cái tỉnh kia đã. Để làm việc đó đầu tiên mình sẽ nâng cấp cái đội quân thủ lên, nhưng mà mình có thể tuyển thêm rất nhiều các hạm đội mới này. Phát triển được hải quân rồi. Cái ác cây. Lên cái nhánh này thì mình phát triển được 2 công trình này. Đấu trường Closium. Mọi thứ có vẻ ổn nhỉ. Nhưng có điều lo nhất là thằng này. Khả năng cao nó sắp chiến tranh với thằng này. and hoard. Chưa sẵn sàng tiến vào khu vực này. Sloom đâu ấy? Chỗ này à? Mình phá đi, mình lại không xây cái gì à? Phá đi, mình lại không xây cái gì? As you command. Rồi, tốt rồi, thằng này nó chiếm lại cái tỉnh này đi thì đẹp. Mình sẽ cần cái tỉnh đấy. Mình đang cần cái tỉnh đấy. Năm lượt nữa. 5 lượt nữa. Phía Bắc này thì sao nhỉ? Có vẻ phía Bắc vẫn ổn. Tướng cấp à? À, spy. Chết rồi, thằng Ai Cập mạnh quá. Nhưng mà thằng Ai Cập nó thấy mình, nó cũng chưa dám tuyên chiến với mình. Và đất của thằng Ai Cập thì cái vùng biên giới này sắp có nổi loạn, là khả năng sẽ có cái thằng châu Phi gì đấy sẽ được khôi phục. Mình nghĩ là như vậy. There is much merit in a treaty between us. Mày vô gia cư rồi mày bảo anh đồng minh mày thì khác gì mày cũng bảo anh khiêu chiến sang Ai Cập. Ồ, thiếu lương thực à? Thiếu lương thực, mình thiếu lương thực hay. Đây à, phát triển nhà lính nữa. Vùng nào mà ít tiền lại thiếu thật là 4.000 13. Vùng này trừ nhiều lương thực của mình quá. Nhưng thu thuế vùng này kiếm ít tiền đấy. Rồi non. At your command. March. We hunger for battle. Từ từ. Đánh chiếm cái tỉnh này à? Nên đang nhỉ? Con ngựa này cũng hướng phết đấy. Nhưng mà cái vùng này cũng có một cái lợi thế là vùng này nó có cái vựa lúa mì ở đây. Nó sẽ bổ sung khá nhiều lương thực cho mình. 4 lượt nữa. Hay là mình đánh sang bên này giải phóng cái tỉnh này trước đấy nhỉ? Lẽ giải phóng cái tỉnh này trước vậy. Giải phóng cái tỉnh này trước đã. Cái gì? Nó lại khôi phục một cái thằng gì nữa đây? A treaty would. Thằng này sớm, mặc dù nó được do thằng này khôi phục lên, nhưng mà sớm hay muộn nó cũng sẽ lại chiến tranh, bởi vì bản thân thằng này là do thằng này tiêu diệt. Đấy. Be welcome. If I... You would... Bây giờ mà mình làm ngoại giao với thằng Ai Cập này mà mình kiếm được đất của nó ngọt. Thử xem có được không? Phe này bây giờ trung thành hết thấp này. Thằng Ai Cập đâu? Chưa biết nên chơi tiếp với thằng nào. Chợ bên này đó. Đây à, cho sang cái vùng này tăng trị an vùng này lên. 12 public order đó con số đẹp. Ơ. Cháo cái lính gì? Đây có gỗ ở đây này nhưng là rất khó. Ôi thằng đất nó rộng thế nhỉ. Mark Antony mạnh quá. Mark Antony mạnh quá. I am a virtuous man. Bây giờ kiểm soát nốt cái vùng biển này, chờ có đội cung thủ Cretan Archer thì mà mình tính xem hai mấy thằng dợ kia nó sẽ đánh nhau kiểu gì đã. The love of gold can stir evil in men. Give us your gold. Avoid the evil it. Đồng minh là một điều rất nguy hiểm. Have not omens shown that the... Một lần ngoại giao với Ai Cập. Tăng tiết trung thành lên. Mười điểm trung thành à? Mày đi ngoại giao với thằng Ai Cập cho anh. Cộng 13. Sắp được đấy nhỉ. Sau đó xuống đến đây. Ôi, 2 lượt nữa là có cung thủ rồi. 2 lượt nữa là có cung thủ rồi. Gạ gẫm là Ai Cập để trade với nó kiếm ít gỗ mà xem chừng khó nhỉ. Có lên phản bội đồng minh không nhỉ? Chưa biết. Chưa biết có nên phản bội đồng minh để kiểm soát lốt cái vùng còn lại không? Đang ngoại giao thằng Ai Cập lại nói xấu mình này, tung xì cá đàn nói xấu mình à? Mấy cái chính trị gia láo tét này. Rồi, nếu mình không nhầm thì mấy thằng này chiến tranh nhau rồi, hoặc ít nhất là bỏ đồng minh nhau. Ô, thằng này chiến tranh với cả 2 thằng. Thế nên nói điên rồi. Chiến tranh với cả thằng này. Chiến tranh với cả bên này. Ô, thanh niên này đúng là... Ngáo nặng à. Rồi, nó toàn quân cùi. Việc vào này xong mình sẽ về kia mua cung thủ đã. за ним. So, ấm là lương thực, thích âm lương thực của mình rồi đấy. Có lẽ mình sẽ giải quyết thằng này. Thanh niên thích sống ảo. Dương 9 à? Tăng một chút điểm ngoại giao là bây giờ mình trade với thằng Ai Cập là mình xong. Trade với thằng Ai Cập là xong. À, định đánh mình nhưng không ăn được, lại rút ra. Ừ, đúng không? Ăn làm sao được? Hai nhà lính thì có cả một quân đoàn đóng rồi nhá, ăn làm sao được? Cửa ngõ đó của mình rồi, chặn đứng con đường tiến lên của nó. Hoặc có thể mình trade với thằng Pontus đấy nhỉ? Pontus nó cũng có gỗ kìa. Thằng này này. Nó đâu có đỏ mặt với mình đâu. Honored emissary. Nó vừa bảo mình làm cái gì nhỉ? À, chi cho nó ít tiền. Ôi giời, tưởng gì. Có gỗ rồi. Mày chết. Có gỗ là anh nâng được hải quân ngay. Vậy thì thằng Ai Cập. I am honored to receive this embassy. Ngoại giao đu dây. Ngoại giao đu dây. Lên ruộng cho anh. Lên ruộng phải có lương thực chứ. Được rồi. Xuống thêm. Nó chết. Tuyển quân đã. Mình đâm con nhiều cháu thế. Đây rồi. 50 đam. Oh. Cretan Archer. Vãi trưởng. Đam 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ cho hai thằng luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Can you not attack these folk? You're brave. Cứ gạ gẫm anh đánh nhau với thằng Ai Cập làm cái gì? My lord offers you peace. Tomorrow his preoccupation with this war. Rồi mình sẽ hòa bình với mấy thằng này đã. We can agree here if the spirits wish it to proper treaties between our people. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Lại có một tướng làm dạo. Nhà Viri à? Tướng nhà Viri chết à? Lại phải bổ ông sinh ra Viri một tướng. Đây à? Già quá chết. Thằng điên này. Con đồ chú của mình như thế này mà nó dám đánh à? Mày đúng là mày thích ảo tưởng sức mạnh à? Mày dám vây thành anh à? 4 xe bắn đá đấy, cực nhiều kỵ binh cộng với quân đồn trú nữa, đập chết tại cổng luôn. láo này. Đây này. Quân của mình tiếp viện vào tận đây cả. Give them fire. Grouped and awaiting orders. Lên. Men, pray to the gods. Quân đội chú mình đâu có ít. A strong heart and a prayer helps our cause as much as a sharp. Our reinforcements have arrived. Proud Romans all, grouped and ready. We wait your command. Double time. Battle group awaiting. Legionaries, ready and waiting. At speed. Ready, Kings. Yours to command. Quick march. Grouped and ready. Ready and waiting. Rồi, con vào đây. Mình có xe bắn đá sợ gì. Trận này nó chết chắc. Romans ready for duty. Fiscal Hawk của mình mà đánh cũng áp phết nhỉ. Đâu cần phải độ cận vệ đâu. At speed. At your service. Vigiles. Advance at speed. Rồi. Úi dồi ôi, 4 khẩu pháo thì mình lo đạn. Lo đòn. Romans ready for duty. Orders. Cretan Archer ở lượt tiếp theo rồi. Rồi quân của nó nát luôn. Ái xa nó cũng có Fisker Hawk này. Fisker Hawk giống mình thế. Pháo của mình lãi còn nát đi. Bình tĩnh. Bọn tầm xa của nó ăn pháo chết gần hết rồi. Con nước của nó thì chết này, xông lên này. Mày kệ cho nó. Đến đây được rồi. Và chết ngay. Pháo mình lãi cho chúng nó đủ chết. Này phi đu nó làm cho mấy con nó chết luôn. Retreat! Còn chưa cần phải test từ đâu rồi. Sợ cho nó luôn. Áp sát rồi. Áp sát là bọn em la hết dụng cho dụng luôn. Romans all! Yes, Commander! Forward! Advance! Melee horsemen! Vào đây, đến tạt sườn nó luôn. The battle is turning in our favor. Khóa đâu, cái đùa chết thằng lấy một tiếng thôi. Đúng rồi, ui, lấy mạnh thế, chết cả đội mình. Xong rồi, chứ nó xong rồi. One of our units has used all its ammunition. Tên nó ném cho đằng sau lưng mình chịu được mấy nhả. One of our units has used all its ammunition. Shit. Missile infantry at your command. So. Là lao chết ngay. Ai chả, thằng ngựa của mình chết cũng nhiều phết đấy. Kiểu nó cũng gần dẹo. Cho bọn này cơ hội. Kiểu cũng chết luôn. Đuổi được anh cả, giỏi nhỉ, mày chết, không dám tấn công quân anh á. Nó nghĩ thế nào mà lại dám công thành mình nhỉ? Ui, quân đoàn cấp 4 này. Cửa luôn. Từ cấp 4 của nó đấy. Rồi. Giết tại chỗ luôn. Luyện cấp luôn. Cái tỉnh này của nó nói chung kiểm soát hoàn toàn. Được. Chúng ta cứ phòng thủ đây đã. Chưa thể đánh nhau ra xa được. Đây. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Ready for battle. We hunger for battle. Ready for battle. Đây rồi. Cần gì phải lính đời cuối cho nó khét mù. Lính đời này cũng chất lắm rồi. Ấy, sắp có hạm đội rồi.